lúc đó thì là anh chị là muốn nghe một bài hát thôi, và mình cũng đồng ý và mình cho là anh kết nối với cái tai nghe của mình, và tình cờ phát hiện ra rằng là Lan là cặp đôi bí ẩn, bởi vì trước đó anh Phúc đã nói với mình rằng là anh Phúc dùng cái tai nghe giống với cái hạng của mình, và thực sự thì cái tai nghe đó không phải ai cũng biết, và cái hạng đó là thực sự rất là hiếm người xài, nên sự trùng hợp như thế thực sự là rất khó. Nên là khi mà mình thấy được cái tên của cái tai nghe đó trong cái danh sách Bluetooth của lịch sử Bluetooth của là anh thì gần như là mình đã chắc chắn rằng là anh là cặp đôi bí ẩn rồi. Bây giờ tôi không cần biết là anh với Phú phải cặp đôi bí ẩn không, tôi tiếp tục tìm hiểu vậy. Tại vì bây giờ mình chưa chắc chắn 100%, không thì mình đâu có lỗi. Chỉ nói chắc chắn 100% thì mình rút lui rồi. Nhưng mà nếu tôi cảm thấy tôi có lỗi với... Nếu tôi ở trong trường hợp đó là tôi cảm thấy có lỗi với ông thì sao? Thì... Nếu mà tôi đi làm mất cơ hội thì khác sao? Cái gì vậy? Sao vậy? Có gì cứ chia sẻ với tôi thôi. Sự kiện bất thường này đã khiến cho bí mật bại lộ một cách thật nhanh chóng. Lan Anh và bạn Lộc ngồi nói chuyện với nhau, không biết vì vấn đề gì mà thấy một người nói chung là rơi lệ. Xong một người an ủi, thì mình nhìn thì mình thấy bạn Phúc đang ngồi suy nghĩ trầm ngâm. Thì mình mới lúc đó là mình thật sự là trước giờ là mình vẫn nghĩ là hai người rất là Lan Anh và Phúc là một cặp đôi rồi. Nhưng mà mình không nghĩ là hai người lại biểu hiện nó lộ ra một lúc như vậy. Nó sớm quá. Kìa. Ôi tôi muốn đi nhậu. Để tai nghe. Xin chào các bạn, mình tên là Lưu Hoàng Lan Anh. Hiện tại 23 tuổi, là một tiếp viên hàng không. Xin chào các bạn. Mình tên là Lâm Vạn Phúc, nay mình 25 tuổi, tại là tiếp viên hàng không chung công ty với lại Lan Anh. Thì Phúc và Lan Anh, tụi mình là cặp đôi bí ẩn. Mình và anh Phúc quen nhau được hơn một năm rồi. Cái cách mà để Phúc và Lan Anh tiến đến với nhau thì Phúc nghĩ như bao người thôi. Phúc có nhắn tin với Lan Anh thì mà cố gắng tán tỉnh, nhưng mà lúc đó thì nhận ra Lan Anh đang có người yêu rồi. Thì cả hai cũng có nói chuyện vài câu, nói chuyện không có nhiều, nhưng mà Phúc thì vẫn theo dõi Lan Anh qua Facebook và Instagram. Thì bỗng nhiên một ngày Lan Anh đăng một cái story, nội dung thì là giống mấy người mới chia tay. Thì với đầu óc nhạy bén của mình, Phúc là nắm bắt được cơ hội. Thì khi được ngửi được cái mùi cơ hội đó thì Phúc đã nhắn tin reply cái story của Lan Anh. Thì câu chuyện bắt đầu tiến xa hơn từ đó. Trong cái thời gian mà mình có tìm hiểu một bạn đồng nghiệp, tìm hiểu nhau được một tháng thôi chứ chưa phải là gì sâu đậm hết, thì lúc mà anh Phúc có nhắn tin với mình á thì mình cũng khá là thích anh này, nên cái lúc mà mình chấm dứt với cái người kia xong á thì mình biết là anh này cũng đang theo dõi mình, nên mình cũng có
một cái động thái gì đó thử thôi. Thì anh này dính bẫy thiệt. Thì anh này có nhắn tin cho mình. Thì tụi mình cũng có những cuộc hẹn gặp nhau, chia sẻ rất là nhiều. Thì thật sự ra là nhà của Phúc, mọi hành vi trong gia đình của Phúc rất là thích Lan Anh. Một cô gái rất là đảm đang. Đôi khi có sự ngây ngô trong đó, nhưng mà đó là một nét dễ thương. Thì Phúc cảm nhận được rằng là mọi người đều thích Lan Anh, và theo Phúc thấy thì Lan Anh cũng hòa hợp với lại mọi thành viên khác trong gia đình của Phúc. Thực ra thì nhìn anh Phúc á, ở bên ngoài có vẻ là hơi khó gần, với lại nhìn mặt hơi gian. Thì cũng như những bạn nữ thời gian đầu gặp anh Phúc thì có vẻ là không được thiện cảm cho lắm. Cho nên thì gia đình em khi mà không có tiếp xúc nhiều thì cũng có một ít quan ngại. Thì em tham gia chương trình này cũng một phần để gia đình em thấy được cái vẻ ngoài nó hơi khó gần thôi, chứ thực ra bên trong nó là ấm áp.